Phân tích con số trên máy đo huyết áp mà nhiều người chưa biết. Khi chúng ta đo huyết áp, thường quan tâm đến con số đầu tiên, xem huyết áp mình bao nhiêu, cao hay thấp, mà rất ít người tìm hiểu ý nghĩa của các con số trên máy đo là gì. Trên máy huyết áp khi đo có 3 chỉ số, tính từ trên xuống theo thứ tự 1, 2 và 3. Số 1 là tâm thu, trái tim bóp vào, gọi là khí, thể hiện cho năng lượng. Nếu số này cao quá, cao thường xuyên liên tục, dễ bị tai biến. Nếu số này thấp quá, thấp thường xuyên, dễ bị bại sụi tay chân. Số thứ hai gọi là tâm trương, quả tim mở ra. Số này thể hiện tỷ lệ mỡ và máu trong cơ thể. Nếu số thứ hai đo được lớn hơn 90 thì trường hợp này thở van tim, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, cholesterol cao và dễ bị đột quỵ. Nếu số thứ hai đo được thấp hơn 60, trường hợp này hẹp van tim, cơ thể thiếu máu. Số thứ ba là nhịp tim, cho biết cơ thể nóng hay lạnh, hàn hay nhiệt. Nếu nhịp tim cao hơn tiêu chuẩn là cơ thể nóng, còn nhịp tim mà thấp hơn tiêu chuẩn là cơ thể lạnh.